với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Tạ Thiên Hoa cùng một số diễn viên khác. Giám chế Từ Ngộ An, diễn viên Đồng Tiến, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Thùy Trang, Thanh Bình, Anh Luân, Bình Nguyên, Ngọc Thiện, Huệ Phụng. Kỹ thuật Đồng Tiến, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thế Toàn. Phim Gia Đình Vui Vẻ tập 161. Nè, mẹ có bằng chứng nè, lúc tôi tóm lại bà đó còn giật rách áo của bà nữa nè. Đúng vậy, nhìn đây, nhìn đây. Đúng rồi nè. Đúng là rách thiệt đó. Còn nữa nghe, tôi còn tạt xì dầu lên áo của bà nữa đó, nhìn đi. Nhìn đi. Đúng là có vết xì dầu ha. Mẹ à, mẹ giải thích sao đây? Trời ơi, chẳng qua là trùng hợp thôi. Thôi, không biết lại nói dối gạt người nữa. Nè, tôi đưa ra một ví dụ. Mỹ à, hạt trân châu trên bông tay của con rớt rồi. Ngọc lột cái nút áo trên cổ áo cũng con rớt rồi. Không lẽ có thể nói là chứng cứ vào nhà cướp của giết người phóng hỏa hay sao? Đúng rồi, đúng không thể nào. Hồ là mẹ có nhân chứng chứng minh mẹ không hề nói dối. Nhân chứng. Lúc trưa, sau khi tôi chia tay với mọi người, đã gặp được bố Công Công. Có phải không? Phải. Và chúng tôi cùng nhau trở về hoàng cung. Chính xác. Trên đường đi, chúng tôi có gặp hoàng thượng. Người nói người đi săn bắn, cho nên chúng tôi cùng đi luôn. Đúng vậy. À trời ơi, cái tay áo của tôi bị cành cây móc cho nên rách. Còn vết bẩn ở chỗ này á. Bố Công Công, ông nói đi. Hả? Mọi người nghe đây. Hoàng thượng tiễn phát như thần, người vừa bắn là hạ được một con đại bàng rồi. Không ngờ con đại bàng đó rơi xuống rồi, nhưng mà chưa tắt thở, liên tục giãy giụa đập hai cánh như vậy, cho nên đụng trúng bình rượu quý lâu năm có tên là Bồ Đào Tây Vật của hoàng thượng, cái gọi là Bồ Đào Mỹ Tử Dạ Quan Bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thối, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Ông Công Công à, ông đọc hết bài thơ luôn rồi. Mấy chuyện đọc thơ phải đọc hết chứ, không biết được có ngắt lời. Ý trời, nói tới đâu rồi, quên mất tiêu rồi. Phải rồi, cái bình rượu đó đúng lúc văng về hướng cáo mệnh phu nhân nên làm dơ đồ của bà ấy. Đúng đó, bây giờ sự thật sáng tỏ rồi. Hả? Có trắc trở tới vậy không? Sự thật rất kỳ lạ, y như là kể chuyện vậy đó. Cũng có quá nhiều trùng hợp, còn có rất nhiều nghi vấn. Cậu tin là chị hai bị oan? Chúng tôi cũng tin nữa. Bố Công Công và chị hai bình thường không có tình cảm gì cả. Đúng đó. Bố Công Công không có lý do gì phải giúp đỡ nói dối giùm cho chị hai. Là một cung nữ ở trong hoàng cung, chuyện này nô tỳ cũng có thể làm chứng đó. Về nguyên tắc phán, nghi điểm thuộc về bị cáo nha. Tôi tuyên bố chị hai được trong sạch. Chị hai được trong sạch. Trong sạch. Lẽ chúng ta nhìn lầm người sao? Ê, cáo mệnh phu nhân. Hoàng thượng, hôm nay thời tiết rất tuyệt, gió nhẹ nắng ấm, bà cũng ra ngoài ngắm hoa hả? Hoàng thượng, người mập ra nhiều, râu cũng dài hơn nhiều, đôi mắt của người còn có nhiều nếp nhăn chứ gì. Trẫm không còn trẻ nữa, nếu như phò mã tranh thủ thì trẫm đã có cháu bồng rồi. Bụng của hoàng thượng lúc trước không có lớn như vậy, nhất định là không kìm được ăn nhiều thịt ba rải. Hoàng thượng, long thể quan trọng, người phải kiên cử mới được. Mà nói chuyện y như là ái phi. Cổ cũng đã khuyên trẫm, kêu trẫm phải kiên cử thịt mỡ. Già này chỉ là một thảo dân, sao có thể so sánh với ái phi của hoàng thượng chứ? Tham kiến hoàng thượng, cáo mệnh phu nhân.
thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Ờ, được rồi, Cao Mệnh phu nhân cùng đi ha. À, được. Cao Mệnh phu nhân mời. À, được. À, cam này nhất định vừa ngọt vừa có nhiều nước nè. Hoàng thượng vẫn còn nhớ Aya, thích ăn nhất là cam. Nè, ăn cam quan trọng nhất là lột bỏ lớp vỏ và mấy cái sơ này đi hết, nếu không thì lúc ăn vào miệng sẽ không thấy ngon. Hoàng thượng vẫn chu đáo giống như lúc trước. À, ngọt quá đó hoàng thượng. Quý phi nương nương, miễn lễ. Ý, có mệnh phu nhân bà không ăn à? À, già này không muốn ăn gì hết. Ồ, à, hoàng thượng, người ăn một miếng đi. À, ăn rồi cũng cho ra hết thôi. Không ngờ là hai mươi mấy năm nay hoàng thượng vẫn sủng ái con tiện nhân dạng quý phi này. Dạng quý phi và dạng quốc cửu kết bè kết đảng, dây cánh đầy rẫy, còn có Lăng Linh Phát và quốc sư làm chó săn cho họ. Bao nhiêu năm nay tác hoài tác quái, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong hoàng cung quả thật đúng là một tay che trời đó nương nương. Chị trách Ai Gia có mắt không trồng, tin lầm giang phi, coi ả như hảo tỉ muội mới trồng ra cái mầm họa này. Cũng không trách người được, bà dạng quý phi đó lúc đó yếu đuối tội nghiệp, làm bộ dạng đáng thương, sao mà ngờ được lại khẩu Phật tâm xà. Đúng là dẫn sói vào nhà làm mù mắt, không những làm hại chính mình còn dạ lây thái tử. À, hoàng thượng đâu? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Tỷ tỷ à, tỷ tỷ bình tĩnh lại đi. Cái thai của ta không phải quái thai, là long chủng, là huyết mạch của Đại Minh. Muội muội, tại sao hoàng thượng không chịu tin ta chứ? Tỷ tỷ, gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, số cung nữ đó còn nhìn thấy ma thái giám lại nói là muốn thắt cổ. Ở đây liền có rất nhiều chuột kiến bò vô trong đó, nước giếng lại tuôn ra một thứ như máu. Chưa hết nha, cả cái cây cổ thụ trăm năm rõ ràng đã khô chết đột nhiên lại nở hoa, tà lắm đó. Hoàng thượng sợ đến nỗi thất kinh hồn vía, làm sao dám tới đây mà thăm tỷ tỷ chứ? Có kẻ đặt chuyện gạt người, tung ra tin đồn hãm hại ta. Ta thật sự không cảm tâm. Muội muội, cũng may còn muội tin tưởng ta. Tỷ tỷ, từ lúc muội tiến cung tới nay đều nhờ tỷ tỷ chăm sóc, muội coi tỷ như là tỷ tỷ ruột vậy đó. Muội muội đúng là muội muội tốt. Hả? Ê, quế qua, mau chuẩn bị nước nóng và kéo đi. Nương nương sắp sinh rồi. Nô tỳ tuân lệnh. Bà nằm mơ cũng không thể ngờ, cả nô tỳ tùy thân của bà cũng bị chúng ta mua chuộc rồi. Hey, có câu chim khôn lựa cành mà đậu. Quế qua làm vậy á cũng vì muốn bỏ tối theo sáng mà thôi. Phía bên hoàng thượng thế nào? Ông ta có mềm lòng không? Hey, quốc cửu gia, ông yên tâm đi, là yêu thai mà. Cho dù hoàng thượng không sợ gặp chuyện, người cũng sợ ảnh hưởng tới quốc vận Đại Minh. Nếu để người lấy giang sơn để đo đếm thì chắc chắn là quan trọng hơn người đàn bà đó. Chỉ cần bà ta sinh xong đứa con thì Quế Hoa sẽ đem thứ nghiệt chủng đó giao cho Lăng Linh Phát đem ra ngoài cung xử lý gọn gàng sạch sẽ. Sau khi xong việc thì bảo tọa của hoàng hậu, mỗi mỗi ta ngồi chắc rồi. Sinh rồi, sinh rồi. Muội muội, con của ta là con trai hay con gái gì? Mau bọng nó cho ta xem đi. Đừng nhìn mà tỷ tỷ, đừng nhìn mà. Nói sao cũng là cốt nhục của ta, mau bọng lại cho ta xem đi. Đi. Tỷ muốn xem thật sao? Ờ, phải đó. Nè, tỷ tự coi đi. Muội sợ lắm, sợ chết đi được. Người đâu, hoàng hậu đã sinh một con linh miêu rồi. Trả đứa bé cho tôi. Đứng lại, đứa bé đâu hả? Bị người báo đen đó bắt đi rồi. Đúng là vô dụng. Đứa nhỏ lại đây. Hey,
Lần này đúng là hết đường chạy, đằng sau còn có lính đuổi theo. Nô tài có tội với nương nương, cũng hổ thẹn với thái tử. Lục soát kỹ cho ta. Dạ. Liệu công công, để tôi ra ngoài đánh lạc hướng chúng. Hiện giờ có một xác chết con nít, cộng thêm tôi nữa, ông có thể cùng thái tử thoát khỏi đây được rồi. Nhưng mà... Cứ để tôi đi cho. Nhưng mà... Chúng ta tuyệt đối không thể để cho thái tử rơi vào tay của tên gian tặc đó được. Sự việc là như vậy, Liệu công công ôm xác đứa nhỏ đánh lạc hướng sự chú ý của Lăng công công. Ông đã giết chết thái tử, ta liệu chết với ông. Tài diễn xuất của Lưu Công Công đúng là không ra làm sao, lại quá khoa trương, nhưng mà cuối cùng vẫn lừa được Lăng Công Công. Càng tốt, gọn gàng sạch sẽ. Vậy là cuối cùng Liêu Công Công đã hy sinh oanh liệt. Lúc đó nô tài ôm thái tử xuống núi, cứ tưởng là thoát được đại nạn rồi. Nô tài thật vô dụng, có một vết thương nhỏ cũng không gượng được. Chính vào lúc đó... Ý, sao ở nơi quan du như vậy lại có một đứa nhỏ? Ôi trời ơi, chắc là cha mẹ độc ác rồi, sinh con rồi lại đem bỏ. Nè, đừng sợ, ngoan 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 ngoan, đừng có sợ. Sự việc là vậy, nô tài trơ mắt nhìn thấy người thợ săn ôm thái tử đi mất. Nô tài tội đáng muôn chết mà. Nô tài còn nhớ, hôm đó là ngày mùng 9 tháng 8, 25 năm về trước. Người thợ săn ôm thái tử đi ở Khang Sơn. Ông ta đeo con dao gầm có khắc hoa mai nữa. Tiếc là thợ săn lấy bốn biển làm nhà. Hơn 20 năm nay, nô tài liên tục điều tra, nhưng mà cuối cùng vẫn bạc vô âm tín à nương nương. Bố công công, ngươi cũng đã cố gắng hết sức rồi, đây có thể chính là ý trời. Không đâu nương nương, nương nương người tính tình nhân hậu, ông trời nhất định sẽ lo cho thái tử, thái tử nhất định còn sống trên đời. Cũng tại bổn cung hại thái tử, nếu không phải tại bổn cung không đề phòng á tiện nhân dạng quý phi, thì thái tử đã không vừa chào đời đã gặp phải đại nghiệp. Dạng quý phi đó đúng là độc ác tán tận lương tâm mà. Sau đó cô ta còn dùng gian kế để lừa gạt hoàng thượng, nói nương nương mắc phải bệnh đậu mùa mà chết rồi. Thật ra là muốn đá người ra ngoài, nhưng mà điều may mắn là quốc sư tính được số của nương nương, là mạng nguyên ương sẽ cùng chết cùng sống với dạng quý phi. Dạng quý phi mới có sự kiên dè, không dám hại nương nương thêm nữa. Cũng may là đã có ngươi bỏ sáng theo tối, nhẫn nhục chịu đựng, làm bù nhìn cho bọn chúng, giả bộ chặt đứt tay và chân của ta, nhốt vào lãnh cung, ta mới có thể sống sót cho tới ngày hôm nay. Chỉ cần tìm được huynh muội chúng thôi, sẽ có chứng cứ lột trần huynh muội chúng đã hãm hại thái tử vào năm xưa. Nương nương, người có thể rửa sạch hàm oan. Không sai, ta không thể thắng chánh. Vì đại minh, vì con nói giỏi của hoàng thượng, ta phải cố gắng tiếp tục. Nô tài xin thề tận trung tới chết. Hả? Trường săn bắn, tại sao chúng ta lại đi tới chỗ này? Đi từ từ. Nương nương lần này không cần sợ, con hổ đó đã chết từ lâu rồi. À, vậy thì không cần phải sợ nữa. Hả? Là tiếng gì vậy?
là tiếng của con gấu đã giết con hổ đó nương nương. Hả? Lần này ngược lại chúng ta phải chạy cho thật nhanh nương nương. Liên Lý Thụ vẫn còn ở đây. Tự Đồng lên đây. Lên đây. Tự Đồng à, lên đây. Lên đây đi. Không được, thần thiếp sợ cao lắm. Ê. Cao quá, thiếp sợ lắm. Không cần phải sợ. Cẩn thận. Để trẫm đỡ nàng lên, không cần phải sợ. Thiếp sợ. Qua đây, chỗ này nè, dễ leo lên lắm đó. Hả? Không cần phải sợ, đưa tay cho trẫm. Thiếp sợ quá. Hoàng thượng ạ, à, thiếp sợ. Không cần sợ, có trẫm ở đây rồi. À, Tử Đồng, nhìn con có đẹp không? Không ngờ ngồi trên cây ngắm cảnh lại đẹp tới như vậy. Tử Đồng à, sau này ngày nào trẫm cũng cùng nàng lên đây ngắm cảnh chịu không? Dạ được, hoàng thượng. Tử Đồng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng mẹ có làm ồn. Mẹ, mẹ làm gì vậy mẹ? Thì đang ngắm cảnh đây. Ngắm cảnh cũng đâu cần trèo lên cao như vậy. Cao? Hả? Cao, 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 cao quá. Mẹ, sao? Mẹ sao không? Chị cẩn thận đưa. Mẹ có sao không vậy? Mẹ xuống đi mẹ. Mẹ có sao không đó? May là mông mẹ vừa to vừa tròn đó. Chị ngắm cảnh trên đó, bộ đẹp lắm hả? Hả? Mẹ ơi, hoạt động ở trên không rất là nguy hiểm, hay là bắt bướm với tụi con đi. Trời ơi, tụi con đi chơi đi, mẹ muốn yên tĩnh một mình. Vậy mẹ ngồi nghỉ đi, chúng ta đi bắt tiếp đi. Mẹ ngồi nghỉ nha. Chị nhớ kỹ là ngồi nghỉ nha. Đê gì vừa chua vừa cứng, còn dính răng nữa. Cái gì vậy? Là các ngươi hả? Dám xâm phạm tới huyết mạch của hoàng thượng. Không phải, mau quỳ xuống nhận tội với bổn cung. Nếu không bổn cung phải không được quỳ. Khốn kiếp, hoàng thượng tại thượng, quốc pháp tại tiền, là cô liện rác lung tung làm bị thương người khác, còn muốn tố cáo người khác. Được lắm, muốn phạm thượng phải không? Ta dẫn các người tới gặp hoàng thượng để hoàng thượng trị tội các người đó. Hả? Được lắm, để coi hoàng thượng tin lời ai. Hoàng thượng, người phải giúp thần thiếp hả giận. Hoàng thượng, người phải xử lý công bằng. Hoàng thượng. Hai người đừng có ồn ào nữa. Chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Mọi người đều sống ở trong cung giống như người một nhà. Hay là vậy đi, mọi người đừng có truy cứu nữa. Trời, hoàng thượng, người không thể nói như vậy được. Cả nhà của cáo mệnh phu nhân cứ không biết lớn nhỏ. Dĩ hạ phạm thượng thường hay quấy rối. Nếu như hôm nay người không trừng trị họ, thì sau này trở thành trò cười tiếng xấu muôn năm đó. Ái phi à, vậy ý của nàng là sao? Nhất định phải giết người làm gương. Đừng, cùng lắm là chúng tôi quỳ xuống nhận lỗi. Phải đó. Không được quỳ. Hả? Không có lỗi sao phải nhận? Hoàng thượng là vua của một nước, xử lý phải anh minh quyết đoán. Nếu như dễ dàng nghe lời người ta nói rồi dễ dàng phán quyết, rõ ràng là làm trò cười cho thiên hạ, làm sao có thể làm gương cho muôn dân chứ. Chuyện này hoàng thượng à, xém chút nữa họ làm hại tới hoàng nhi. Cho dù không vì thần thiếp thì cũng phải trút giận cho thái tử tương lai chứ. Nếu không thì thần thiếp sinh ra nó cũng không ý nghĩa gì nữa. Đừng, trời ơi, đừng có làm vậy mà. Hoàng thượng, công bằng lớn hơn tất cả, người phải nghĩ cho kỹ. Trẫm. Hoàng thượng à, thần thiếp thật sự hổ thẹn với quốc thể đại minh. Thôi, được rồi, các người đừng có ồn ào nữa. Các người làm ồn trẫm đau đầu quá rồi nè. Hoàng thượng. Long thể của hoàng thượng là quan trọng nhất. Muốn thần thiếp không truy cứu chuyện này cũng được. Trừ khi hoàng thượng đồng ý với thần thiếp một chuyện. Được rồi, trẫm đồng ý với nàng. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng à, tại sao người không hỏi rõ, đã đồng ý bừa bãi như vậy? Được rồi, nàng mau nói đi. Tóm lại là nàng muốn ngọc bích ngàn năm hay là dạ quan bôi? Thần thiếp muốn làm hoàng hậu. Hả? Hoàng hậu?
Thấy không, từ đầu giờ đã nói với hoàng thượng người làm mẹ, vậy mẹ, mẹ, người mẹ, đã nói ra rồi phải không? Vậy thì không được nuốt lời đó. Được rồi được rồi, tóm lại khi nào nàng sinh được thái tử, trẫm sẽ sắc phong nàng làm hoàng hậu. Đã hoàng thượng. Hoàng thượng, mẹ, hoàng thượng đúng là nhờ ơn của hoàng thượng, chúc mừng quý phi nương nương. Trời ơi, Tết năm nay chọn cái này đi. Trời ơi, còn chưa tới Tết sao lại treo đèn kết dây vậy? Chị hai à, đón Tết là chuyện nhỏ, dạng quý phi được làm hoàng hậu đương nhiên là chuyện lớn rồi ha. Tụi con chuẩn bị nghi lễ khi dạng quý phi được sắc phong thôi, bây giờ chuẩn bị là vừa rồi. Ta một chút đi. Cô ta là Giang Phi, cần gì phải chúc mừng cho cô ta. Mẹ à, so với hoàng cung mà nói, chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ xíu à. Nghe nói hoàng thượng sẽ giao quyền tổ chức lễ sắc phong cho anh em nhà họ, còn đặt mua mấy ngàn khúc gấm lụa từ Tô Hàn về nữa kìa mẹ. Nghe nói đó hả? Số gấm lụa đó dùng để làm khăn trải bàn và khăn mặt, dùng xong là bỏ luôn đó. Để làm gì chứ? Còn nữa nha, họ thu gom rất nhiều loại hoa quý ở vùng Giang Nam để về kết hoa để làm thảm nữa đó. Còn nữa nghe, ơi, giết 20 con vật toàn là loài sắp tuyệt chủng, có biết làm gì không? Để làm gì? Dùng để hầm canh đó. Trời ơi. Vì sao đá quý gắn trên mũ hậu của cô ta mà phải dùng tới 3.000 tráng đinh đi khai thác đó? Em nói cái gì? Hey, không chỉ vậy, cô ta còn tiêu xài 500 vạn lượng đi mua thuốc súng đó. Chống lại ngoại xâm sao? Để đốt pháo hoa chúc mừng sự kiện này đó. Thê thảm nhất là quỷ bỏ phần lương gấp đôi của bọn nô tỳ đó, còn nói là phải đóng băng tiền lương vô thời hạn, tới lúc cần thiết còn đuổi bọn nô tỳ ra khỏi cung mà không đền tiền. Trời ơi, thê thảm quá. Cũng tại hoàng thượng ngu dốt tin lời của Giang Phi, nếu có chính cung nương nương sẽ không cho cô ta làm bậy. Trời ơi mẹ à, mẹ đừng nói lớn tiếng như vậy. Phải đó, hoàng hậu đã mất lâu lắm rồi mà. Hoàng hậu vẫn chưa chết. Hả? Ý mẹ là tinh thần của hoàng hậu vẫn chưa chết, vẫn còn ở trong lòng chúng ta. Mẹ à, cho dù hoàng thượng không đúng thì sao chứ, chúng ta có thể làm gì được đây? Đúng vậy, lại không thể đánh ổng hoặc là tìm người dạy ổng nữa. Đúng đó, ổng là hoàng thượng mà, trừ phi ngay cả ma cũng thấy chướng mắt đi tới nhát ổng đó. Có mà. Hoàng thượng, từ đầu mà trẫm sợ quá, trẫm sợ. Hoàng thượng sợ quá. Người làm sao vậy hả? Con ma đầu lớn nó đáng sợ quá. Con ma đầu lớn? Đúng rồi, trẫm mơ thấy con ma đầu lớn cứ đuổi theo trẫm, nó lớn như trái bi vậy đó, nó có 3 con mắt, 3 cái mũi, còn có răng nanh nữa, một miệng đầy máu, trên đầu còn có mấy cái lá, thật sự rất là đáng sợ. Thì ra là hoàng thượng mơ thấy ác mộng. Tử đầu mà trẫm từ nhỏ tới lớn chưa hề mơ thấy ma đầu bao giờ, bây giờ trẫm hoảng sợ luôn cũng không thể kiềm chế. Nàng nói coi, trẫm tiên minh vạn mã cũng không sợ, nhưng mà trẫm lại sợ một tên. Hoàng thượng, thật ra mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhưng mà hoàng thượng có hơi đặc biệt. Hoàng thượng, người yên tâm, bí mật này chỉ có hoàng thượng và thần thiếp biết. Có thần thiếp ở đây, hoàng thượng sẽ không sao đâu. Người yên tâm, không sao đâu. Đừng sợ, có thần thiếp ở đây, không cần phải sợ. Mẹ ơi, mẹ buông tay ra được chưa mẹ? Mẹ à, không sao chứ? Mẹ ôm đầu của con làm gì vậy mẹ? Chắc là chị bị trúng đầu rồi chứ có hồi phục đúng không? Giống lắm. Trời, mơ giữa ban ngày thôi, có gì đâu lạ chứ. Quả nhiên ranh giới rõ ràng, bố trí hoàn chỉnh. Tóm lại, tấn công từ ngoài vào hay là tấn công từ chỗ này ra? Thì ra là hoàng thượng thức đêm suy nghĩ, khổ công tìm ra binh pháp hành quân. Ông ấy cũng lo cho chính sự, nhưng mà làm việc trễ như vậy rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Trẫm nghĩ ra rồi. Trẫm sẽ làm từ trong ra ngoài với những ngón chân đã phân định ranh giới rõ ràng và ngay ngắn này của nàng. Như vậy thì những thứ dơ bẩn từ trong ngón chân sẽ được lấy đi sạch sẽ hết. Thì ra là ông ta rửa chân cho con hồ ly tinh đó. Để cho hoàng thượng phải vất vả rửa chân cho thần thiếp, thiếp thấy ngại quá à. Ái phi à, hiện giờ bụng nàng rất to, cho nên nàng không tiện cúi xuống để mà rửa chân. Huống chi thái y đã nói, vào thời gian này nên xoa bóp cho bàn chân nhiều, như vậy sẽ tốt cho thai nhi. Trẫm chỉ làm trách nhiệm của một phu quân thôi. Ôi trời ơi, được hoàng thượng quan tâm tới thần thiếp như vậy, thần thiếp hạnh phúc lắm. Thần thiếp mắc quá ha. Để trẫm đỡ nàng. Đây. Nè, qua đây. Hoàng thượng à, thần thiếp sẽ xong nhanh thôi, người đợi thần thiếp nha. Được. Cái tên hồn quân này không dạy cho bài học là không được mà. Ủa, rõ ràng đã đóng cửa sổ, sao khi không lại mở ra vậy? Ma đầu lớn. Mở ba, nhanh lên đi. Được rồi. Nè, mới sáng sớm mọi người làm gì vậy? Mẹ, lần này không xong rồi. Phải đó, hoàng thượng bệnh rồi. Phải đó. Cái tên hôn quân này quả nhiên sợ đến phát bệnh. Chỉ là bệnh giặc thôi mà. Không phải đâu, lần này không phải là ho phong hàn bình thường đâu. Bệnh không đi được luôn đó. Trời ơi, nghiêm trọng tới vậy sao? Nhưng mà tụi con đâu cần thu dọn đồ. Nếu như hoàng thượng băng hà, hoàng cung sẽ có xung đột đó. Tới lúc đó hả, mưa báo gió tạnh sẽ bị dạ lây. Cho nên phải thu dọn trước, bảo đảm an toàn là hơn. Mẹ ơi, mẹ cũng mau đi dọn đồ đạc đi, nhanh lên, nhanh lên đi mẹ. Không cần phải lo lắng quá, ông ấy chỉ bị sợ, không có sao đâu. Sao chị biết vậy? Mẹ chỉ suy đoán vậy thôi. Mau lên. Anh Nguyệt, bây giờ hoàng thượng sao rồi? Thái y đã châm cứu ống Nguyệt dị, rút ống giác hơi, ngay cả khởi tử hồi hồn đại kim đan cho ăn hết nguyên một cân, mà hoàng thượng vẫn không hề có phản ứng gì hết trơn. Ở Hàng Lâm viện đã chuẩn bị sẵn văn tế, còn có đặt sang hồi ký, lúc nào cũng có thể băng hà bất cứ lúc nào. Ngay cả thượng thiện giám cũng ngừng việc đốt lò, không được nấu ăn nữa rồi, không được nấu ăn luôn á. Gì, chẳng phải chuyện nói sao? Tới lúc đó trên dưới nhà họ Kim chúng ta sẽ bị chung chung cùng hoàng thượng đó. Không phải chúng ta cũng thành binh mã dụng hả? Cho nên mới nói đi trước hay hơn, đi muộn không có kịp đâu. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, tôi đã mua sẵn giấy tàu đi cả rồi. Cả nhà chúng ta sẽ về trấn Trị Lực Cộng cách nào đi. Không xong rồi. Hà Hải Đường à, có chuyện gì vậy? Ngoại xâm đã phá vỡ cổng thành rồi. Hả? Nô tỳ trúng tên. Hải Đường. Hải Đường trúng tên cũng chạy về báo cho mình biết. Đúng là có nghĩa khí. Vậy chẳng phải giặc ngoại xâm đã giết tới nơi rồi sao? Ha, chính xác. Hả? Ma đầu lớn. Dẫn họ vào đây. Dạ. Chị hai ơi. Sao mọi người. Cũng nhờ có bà, ta mới có thể thừa cơ xông vào, giết tới nơi luôn. Đa tạ bà nha. Em bị chị hại chết rồi chị hai. Chú sợ là ma cũng không tha cho bà đâu. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nam thì tịnh thân làm thái giám, còn nữ tắm rửa sạch sẽ đi phục vụ cho quân lính. Người nào làm người đó chịu. Ma đầu lớn, thật ra chẳng qua ngươi chỉ muốn có được ta. Được, vậy ta sẽ hy sinh, ta phục tùng. Đừng mà.
phải bi lớn ta, ghét nhất là bi đau. Thì ra là nằm mơ. Mình biết phải làm sao cứu hoàng thượng rồi. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không muốn người như vậy đâu. Hoàng thượng, bảo trọng long thể. Tử Đồng. Hoàng thượng, thần thiếp. Hoàng thượng không sao rồi, hoàng thượng tỉnh lại rồi, hoàng thượng không sao rồi, hoàng thượng tỉnh lại rồi. Tham kiến hoàng thượng. Cao Mệnh phu nhân, mời ngồi. Nhìn thấy hoàng thượng tinh thần phấn chấn, già này thấy yên tâm rồi. Lần này trẫm có thể nói là chết đi sống lại. Nếu không nhờ trái bi đao đó, e là trẫm cũng đã... bí đao. Vậy là Cao Mệnh phu nhân không biết rồi. Ngay từ nhỏ trẫm thường xuyên mơ thấy một ác mộng, đó là có một con ma đầu trái bí lớn tới dọa trẫm. Giấc mơ này hơn 20 năm nay không thấy nữa. Không ngờ hai hôm trước lại nằm mơ thấy. Cứ như vậy bệnh không trị nổi. Có chuyện kỳ lạ đến vậy sao? Phải. Để đối phó với ma đầu bí lớn, cách duy nhất là dùng bí đao. Bởi vì bí đao lớn hơn bí đỏ mà. Trẫm cứ ôm trái bí đao, sau khi ngủ một đêm, thuốc tới là bệnh hết. Đúng là thần kỳ quá ha. Đó là chưa kể nha. Điều thần kỳ nhất chính là hoàng hậu đích thân mang bí đao tới cho trẫm. Là Tử Đồng. Trẫm còn nắm được tay của cổ nữa. Già này nghĩ là hoàng thượng mơ. Thôi không phải đâu, chắc chắn là Tử Đồng. Trẫm đã nhìn rất rõ mà. Lúc trước mỗi lần trẫm bị ma đầu bí lớn làm cho kinh sợ thì đều nhờ Tử Đồng mang bí đao tới cho trẫm ôm, trẫm mới không bị sao. Chuyện này trước giờ trẫm chưa từng nói với bất kỳ ai, chỉ có mình Tử Đồng biết mà thôi. Không ngờ chuyện cách đây 20 năm mà Tử Đồng vẫn còn bảo vệ cho trẫm. Nhanh lên, nhanh lên! Ở đây đằng trước kìa! Nhanh lên, nhanh lên! Nhanh lên! Trời ơi! Trời ơi! Gì vậy? Sao lại lúc vậy? Trời ơi! Nghe! 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 Trời! Đúng là quá đáng thiệt! Nè, 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 nè! Nè, mấy đứa nhỏ này! Bắt được rồi ha! Nhân lúc ta đi nhà xí, ném bánh bao lung tung hả? Người đó! Còn nhỏ không lo học! Lý nào lại vậy? Đền tiền đi! Có chuyện gì vậy? Rất đúng lúc bà là mẹ nó hả? Con của bà và mấy thằng lưu manh lúc tôi đi nhà xí lấy bánh bao liền lung tung à. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi đền tiền cho cậu ha. Đền mau lên đi. Không biết là mẹ kiểu gì nữa. Coi chừng con trai bà đó. Tưởng đền tiền là xong hả? Tôi biết rồi. Mẹ con thất lạc mấy năm vừa mới nhận lại. Sau này tôi sẽ quản giáo nó. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Sao? Đúng là tội nghiệp. Có cha sinh không có mẹ dạy. Bây giờ mới bắt đầu quản giáo trễ quá rồi. Cô ta cũng đâu có muốn đâu. Ai biểu bị thất lạc làm chi. Con nít muốn hư là hư, có liên quan gì chứ? Mẹ nói đúng đó, có mẹ ở bên cạnh tốt hơn nhiều. Cái gọi là tốt xấu số đã định, làm rồng hay sâu, vừa ra đời đã được định. Như con của hoàng thượng và hoàng hậu sinh ra, nhất định là long phượng trong nhân gian. Không phải đâu, nếu vậy trong lịch sử đâu có nhiều hôn quân tới như vậy. Đúng vậy đó, nói chi đâu xa nói gần đi, chính là xa xa quận chúa làm người ta phát khiếp đó. Đúng rồi. Kinh khủng. Giữa chỗ đông người không tranh với tụi con. Dạ. Có gì đâu mà tranh cãi chứ. Nè, không được ồn nữa. Mẹ anh vậy? Có đụng trúng bà không vậy? Trời ơi, ngươi dậu đi đầu thai hay sao vậy? Nô tài đang gấp lắm, nhưng mà gấp đi mua bánh đường trắng cho công chúa ăn. Hả?
Công chúa. Đúng vậy, công chúa và phò mã đã hồi cung, nô tài đang gấp, xin được cáo lui. Chúng ta mau trở về thôi. Sao phải quay về chứ? Đúng đó, chúng ta gặp công chúa và phò mã hoài mà. Nhân phẩm hiện đại hạ giá quan trọng hơn. Tụi con đi mua đi, mẹ hồi cung trước. Mẹ. Đi nhờ chút. Tránh ra. Trời, tránh ra. Làm gì gấp tới nỗi vậy chứ? Giống như là gấp đi đầu thai vậy đó. Tới chân phẩm hiện đi. Lẹ đi. Quốc cửu phu nhân. Công chúa đâu? Công chúa và phò mã đi gặp hoàng thượng rồi. Có để lại phấn trân châu ta tặng không? Không nghe công chúa nói tới, làm phiền quốc cửu phu nhân đợi một lát. Đợi bao lâu hả? Thời gian của ta rất quý báu đó. Dạ, sẽ nhanh thôi. Quốc cửu phu nhân, uống chén trà trước đi. Không biết công chúa tướng mạo có giống mình không? Mình nghĩ giờ chắc nó cũng thông thả mềm mại. Muốn chết hả? Pha trà gì cho ta uống vậy? Có phải là chê mình cao quá muốn lụm thêm mấy tấc không? Muốn bỏ đầu hay bỏ chân đây? Dạ đừng mà, nô tỳ không dám nữa. Không phải chứ, ả xấu xí đó, miệng mồm đanh đá, chính là công chúa của mình sao? Còn không pha chén trà nhân sâm cho ta. Dạ. Đợi đã. Dạ. Phải cho thêm lọc nhung linh chi táo đỏ mứt táo đẳng sâm và quế vào. Đợi đã. Thôi không bỏ táo nữa, bỏ thêm cho ta kỷ tử và hạnh nhân. Dạ, có thể nói lại lần nữa được không? Người đúng là đồ ngốc. Vậy còn đi làm cung nữ làm cái gì? Có tin ta giả miệng ngươi xong đưa ngươi tới am đi coi hay không? Dạ, nô tỳ sẽ đi liền. Tại sao công chúa lại trở nên như vậy? Đau quá. Chết rồi, bể rồi. Ngươi tiêu rồi, làm bể đồ rồi. Vui quá. Có chuyện gì vậy? Trời, còn gì cái mặt của tôi? Vui quá. Người sao? Là ta chơi hai người đó sao hả? Đúng là quá đáng mà. Mà đánh ta, tại sao không thể đánh chứ? Ngươi còn đánh trả, ngươi có phải là con người không? Trời tru đất diệt. Trời tru đất diệt cái gì chứ? Ta không ngờ ngươi trở nên như vậy. Làm sao ngươi xứng đáng với cha mẹ của mình? Làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông Đại Minh? Liệt tổ liệt tông Đại Minh mắc mớ gì tới bà? Hỗn sực. Còn dám đại nghịch bất đạo. Ngươi là một công chúa mà đi nói những lời như vậy sao? Công chúa cái gì chứ? Bà dám đến cả quốc cửu phu nhân sao? Cô là quốc cửu phu nhân. Vậy thì càng đáng đánh. Chính vì cô là quốc cửu phu nhân, ta mới thấy chướng mắt. Ý lớn hiếp nhỏ, ngang ngược vô đạo, rõ ràng là ti tiện vô liêm sĩ. Hạ lưu đây tiện. Nhất định là mẹ thích nè. Đâu để con? Có đẹp không? Có đẹp không? Nè. Cái hộp này có biết quay hả chị? Mẹ đi đâu vậy? Mẹ nói gì trước mà sao không thấy mẹ vậy? Đúng đó, không phải mẹ nói tranh thủ gì gặp công chúa và phò mã sao? Đúng rồi, công chúa đâu? Công chúa ở đâu? Mẹ à, con ở đây nè. Công chúa. Mẹ. Công chúa. Con giống y như lúc nhỏ, vẫn rất xinh đẹp. Mẹ à, mẹ, mắt của mẹ không sao chứ? Không sao. Không phải đâu mẹ, lúc nãy mẹ sờ giống y như bị mù vậy đó. Phải đó, mẹ còn dò mặt của công chúa nữa kìa. Giờ hết rồi. Mẹ xin lỗi nha. Không sao được. Con sao vậy? Không khỏe hả? Có cần đi tìm thái y không? Con không sao đâu, chỉ hơi ho một chút thôi. Tại sao lại như vậy chứ? Phò mã. Dạ mẹ. Trời, con không có chăm sóc cho công chúa đàng hoàng sao? Con có chứ. Cổ sơ ý bị té xuống sông, con lập tức chọc được cổ, nhưng mà không kịp, rồi bị ướt một chút xíu thôi. Sao mà con sơ ý quá vậy?
không liên quan tới phò mã đâu. Chỉ tại con bướng bỉnh thôi, nhất quyết muốn ngắm hai con vịt con. Phò mã chỉ chợp lại con cho nên đã bị trật tay rồi đây nè. Mẹ coi. Trời ơi, sưng hết rồi. Nguyệt ơi, con coi, coi tay thằng niên sưng lớn quá nè. Bị trật cái không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà không trị dứt điểm thì phiền phức lắm đó anh hai à. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hả? Công chúa, bị lạnh không phải là chuyện nhỏ. Con đi đường, đi đò, đi xe chắc là cực khổ lắm. Mẹ biểu hải đường hầm xuyên bối cho con uống nha. Dạ được. Hải đường à? Dạ, nô tì biết rồi. Anh thấy hôm nay mẹ có gì đó khác khác thì phải. Phải á. Chỉ thưa công chúa như là con gái còn hơn Kim Liên con trai của chị luôn á. Trời ơi, mọi người nói gì vậy? Nói gì đi nữa, công chúa cũng là con dâu của ta, cũng là một đứa con gái của mẹ. Mẹ thương nó cũng là nên thôi mà. Đúng. Vậy Nhĩ Khang cũng là một đứa con trai, chị có thương nó không? Thì có nhiều chuyện mà mở ba. Mở làm gì mà che mặt lại vậy? Tại vì mợ ba ăn đồ hủ túi sợ mẹ chê mợ ba túi, cho nên dùng khăn che tự cách ly. Nhật à, em bị bệnh hả? Sao ép mình nói nhỏ nhẹ vậy? Có người bị người ta chửi, nói cổ thường nói chuyện la hét muốn đứt luôn cổ họng, giống như là đi mua rau vậy. Còn tốt hơn ai đó, gãy lưng mẹ tôi bị thương. Mẹ nói ngón tay của cô giống như là móng vuốt, nên đành phải cắt hết móng tay. Giờ như là con mèo không có móng vuốt, lột cam cũng không được nữa. Tôi cứ tưởng có mình tôi bị mẹ chửi là thô lỗ không lễ nghi thôi, thì ra mọi người ở đây ai cũng bị chửi. Không biết dạo này có phải bữa nào mẹ cũng ăn phải thuốc súng hay không, tất cả mọi người đều bị mẹ chửi hết, cả mấy ông chồng cũng không tránh khỏi nữa đó. Đúng vậy. Ác nhân tới. Mọi người chị mẹ. Mọi người đều ở đây hết sao? Ảnh cơ, em bị phát ban hả? Sao lại che mặt? Em hả? Tại vì... chị hiểu rồi, không cần nói nữa. Mùi thơm chưa ra khỏi cửa, mùi hôi đã truyền ngàn dặm rồi. À đúng rồi, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Dạ không có gì, tụi con đang nói về làm sao để trở thành một thuộc nữ. Màn cầu hoan sông trao phiên bản này trên gian xuân. Thank you.